Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB. Hôm nay tôi lên một có một chút thời gian rảnh lên cho anh em một số cái mẫu van nhé, van bình giá rẻ các bạn đấy. Sắp tới các bác nào muốn mua van, các bác cố gắng theo dõi hết video cho em nhé, để em giới thiệu và báo giá công khai từng mẫu van. Bây giờ van bình thì quá rẻ rồi các bác. Thôi không nói về cái van nữa, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Hôm nay lên cho anh em một con siêu phẩm nhé. Siêu phẩm đây. Để giới thiệu cho bác con siêu phẩm của ngày hôm nay trước nhé. Đây, trước đây các bác rất thích những cái van độ này. Van này là van độ khoang áp thôi. Đấy, thì hôm nay em nhập về một cái mẫu van độ khoang áp nhé. Đây, mẫu van Cricket đã độ sẵn khoang áp nhé. Đây, cái hàng này thì là không phải là độ ở Việt Nam thôi nhé. Đấy, cái hàng này tôi là hàng này là bên công ty họ làm cho mình cái phiên bản này là phiên bản là khoang áp lớn. Hồi hơi hồi áp cực nhanh, chơi rất chi là sướng các bác nhé. Đấy, cái van độ này nó có rất chi là nhiều ưu điểm các bác. Đây, cái van này là van mở độ các bác nhé. Đấy, phiên bản này là mẫu mới nhất 2023 các bác nhé, mẫu mới 2023. Ở trên này có nắp chụp đây, các bác phân biệt van đời cũ và van đời mới nhé. Cái con này chơi cực kỳ là ổn định nhé, ổn định theo thời gian, giá thì cũng rất chi là rẻ các bác nhé. Đấy, trước đây các bác muốn mua con van độ ấy thì các bác phải bỏ ra khoảng độ tầm 1.3-1.4 triệu cho đến 1.5 triệu. Bây giờ giá bao nhiêu? 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000 van cờ Cricket độ, hàng là hàng chính hãng công ty. Trước đây các bác để ý tới những cái độ màu trắng đây là về Việt Nam gia công các bác đấy. Nhưng cái này là công ty họ làm sẵn cho mình rồi. Họ làm trên dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại nhất các bác nhé. Đấy, chứ về mình CNC lại thì lắm nó vẫn có những cái lỗi nhỏ, nó không 10 cái như cả 10 được. Nhưng cái này hàng công ty của người ta 10 cái như cả 10 các bác nhé. Đấy, giá công khai cho anh em 1.200.000, bao ship tận nhà, đến nơi anh kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác mua hàng bên em không phải cọc cạch một đồng nào các bác nhé. Đấy, đây cái van độ. Còn là các bác không muốn lấy van độ, các bác lấy van thường. Van thường này thì đây, nên cho bác con này là van, con này là van Cricket mở. Hàng này là hàng 3 lỗ xả, van mở nó sẽ luôn luôn có 3 lỗ xả ở đây thôi. Đấy, nó có chữ US NOBK 5657 này. Đấy, các bác nhìn hai con này, nhìn khác nhau một trời một vực đúng không? Con này thì quá đẳng cấp rồi, không phải bàn cãi gì về nhiều con này nữa. Nhưng cái con này thì anh em dùng rất chia nhiều, giá cả nó hợp lý thôi nhé. Đấy, con này bây giờ giá 800.000, bao ship tận nhà cho anh em nhé. 800.000 con này hồi hơi hồi áp cực tốt, dùng bền bỉ theo thời gian. Cốc test áp là phiên bản rồng các nhé. Con này 800.000. Đây là van mở hàng thường nhé. Van mở độ này là 1.200.000 các nhé. Đấy, còn bác nào muốn lấy cái mẫu cao cấp hơn, các bác có thể lấy sang mẫu Cricket hộp rút nhé. Cricket hộp rút nó sẽ có chữ UFA này. Các bác xì tay đây, nó sẽ sần này. Vì tính cái này là khắc vi tính, khắc chìm hết các bác nhé. Đấy, cái đây, con này có 4 lỗ xả đây các bác nhé. Các bác nhìn 4 lỗ xả. Cái hàng Cricket hộp rút này thì nó hơn cái con Cricket hộp mở là cái lò xo chĩa bon nhựa các thứ là hàng nhập Đức các bác nhé. Đấy, đâm ra là dùng nó sẽ bền bỉ theo thời gian. Nhưng mà con này giá 1.800.000 các bác nhé. 1.800.000 bao ship tận nhà cho anh em. Van Cricket hộp rút đấy, hàng công ty chính hãng, 4 lỗ xả nhé. Con này bao cho các bác hồi hơi hồi áp cực nhanh, không bao giờ có hiện tượng chán hơi chán áp đâu các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ lên cho bác hai cái mẫu van bình này. Bình thì lên cho bác cái mẫu bình rẻ trước nhé. Bình rẻ trước thì hôm nay em lên cho bác cái con bình này là bình nhôm đít tròn, giá bây giờ quá rẻ, 699.000 các bác nhé. 699.000, bao ship tận nơi cho bác, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bình nhôm đít tròn sơn alot trong ngoài cực đẹp, cái gen này cực kỳ là dày, anh em chơi khá là an toàn nhé. Cái này bao cho anh em chơi mức áp khoảng độ tầm 250 cân quay đầu trên một đốt nhạc nhé. Đấy, giá 699.000 còn cao cấp hơn, các bác có thể tham khảo sang cái mẫu bình carbon nhé. Đây, bình carbon cầm cực kỳ là nhẹ nhé. Con bình này chắc trọng lượng nó xem nào, trọng lượng của con này khoảng độ tầm, đây là bình carbon 042, trọng lượng của nó đâu đấy rơi vào khoảng độ tầm đây 5 lạng các bác nhé, nửa cân. Cái bình này thì các bác cầm giờ đâu đấy nó phải cân cho đến cân rưỡi nhé. Cái này chỉ có 5 lạng thôi, trọng lượng cực nhẹ nhé. Đây, lớp gen lót ở đây cực kỳ là dày các bác nhé. Đấy, bình carbon này thì
bền bỉ theo thời gian này cái nhất. Cái thứ hai là chịu hơi chịu áp cực kỳ tốt. Giá con này là 1.900.000 bao ship cơ, bình carbon. Các bác nào đang theo dõi video có muốn mua cái mẫu van bình nào thì alo đến hai đầu số của shop. Bên em luôn luôn ship cút COD, đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Đến nơi các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Van mở hàng thường 800.000 bao ship, van mở độ 1.200.000. Van cricket hộp rút là 1.800.000. Bình carbon 1.900.000, bình nhôm đít tròn 700.000 bao ship tại nhà cho các bác nhé. Thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu qua cho các bác một số cái mẫu van bình giá rẻ nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.